sao kỳ vậy ta, bữa nay hại não với vậy ta. Sao mà cười hoài để còn súng của ta. Thì đúng rồi, người ta súng mà ta, nói chuyện kỳ với ta. Trời ơi, sao một miệng ta. Anh súng nói vậy, súng không sợ. Mình là làm giấm. Trời ơi. Sao kỳ ta. Mọi người thấy dạ, cảm ơn anh đã tặng mình nha, đã tặng em nha. Anh Súng ơi sao kỳ ta, sao mà cứ nãy giờ đó, ta chưa nói gì á, cái đời cắt ta lưỡi tay người ta nè, cắt lưỡi người ta nè, cắt vú nữa chứ, vú là quan trọng nhất á. Sao cái me vú người ta đầu cắt hai bên vú rồi, không cắt bên. Đã nói rồi, một người coi hiểu đi về đi, tuột xuống nha mọi người, tuột xuống. Còn thôi, con này tên gì quên này. Này, ông này tên gì? Quên đi, giờ chỉ nhớ anh thôi ha. Thôi bây giờ là tóm gọn là tuột hết luôn đi nha mọi người, tuột xuống. Hãy qua bên là Trúc Nghi với BB gì? Trúc Nghi với BB nha mọi người. Sao? Mọi người ơi, lên đi nha mọi người ơi. Sao lên mây ta? Sao mình lên mây được? Sao kỳ ta? Sao mà kêu ta tuột quẹ ta? Baby lên đi baby. Lên là lên đâu nè? Lên không nổi nữa đâu. Xuống rồi không lên nổi đâu. Ủa sao mà uống nước mình ta? Ủa nước này của ai vậy ta? Nói lại nha. Nước này của ai nè? Nước của ai? Nè, bây giờ nè, cái này của ai? Của Súng không? Cho Súng cho mọi người. Mỗi ly đó. Chơi uống anh vậy. À, hồi xin chào Quy Út nha. Mọi người ơi. Khánh Súng là 27 tuổi nha mọi người. Cái này rất là ngon nha mọi người. Đó nước gì Khánh Súng có thể nói. Cái này là 247 nha. 247 hiện tại Súng đang quảng cáo. Uống vô á, cái hậu nó rất là thơm. Nó đã gì đâu luôn nha mọi người. Em xin đề nghị là nói sớm bây giờ nè. Cái này của em đúng không? Mà em không cho anh uống đúng không? Giờ em cho anh mượn đi. Ủa là sao? Cái nước nấu mà không hề được mượn. Nếu như muốn mượn qua trên ly khác để mượn nha. Sao kỳ ta, mượn cho mượn ta. Mọi người có ai kết được rồi của Khánh Súng rồi mọi người. Sao kỳ ta. Sao kỳ vậy ta, bữa nay hại não với vậy ta. Sao mà cười hoài để còn súng của ta. Thì đúng rồi, người ta súng mà ta, nói chuyện kỳ với ta. Trời ơi, sao một miệng ta. Anh Súng nói vậy, Súng không sợ. Ở đầu ngồi che hết đóng sầu riêng luôn. Dạ, ở cả BB ngồi được. Còn làm mà làm mấy anh là mấy anh tin gì? Cho nên là tin gì? Cái trên cái quay của anh là tin gì? Không phải. Trên YouTube không? Là tin gì? Béo, mình béo. Anh. Tin gì? Nghĩa Trọng TV. Hồi nãy giờ mấy người coi rồi, mấy người lên. Một người. Rồi đi về một người. Nghĩa Trọng TV kêu đây kêu Tuấn ơi. Mấy người lên? Hai người. Mấy người? 100 hả? Giả tạo. Đây em để 1,5 triệu nè. 2,5 triệu. Lên nữa đi 2,000 mọi người ơi, lên mọi người. Anh Bình với còn 2,5. Cái này là BB nè. Tại đây chứ mấy anh quay không có câu hỏi gì đâu. Sao nãy giỡn hoài vậy luôn. Giỡn chút hồi giỡn lố không hay. Sao cười hoài vậy ta? Ông này cũng ngồi cứ cười quá trời người xem cũng cười phải rồi. Cũng cười lúc là có anh Mỹ Đức này đó đây đúng quán sầu riêng mà quảng cáo nước ngọt. Chắc sau này có hãng 247 là đúng mà quảng cáo nước ngọt luôn. Mọi người ơi, cái 247 này là có chị bên kia bán cho mọi người. Cái nhà mà ở đây ai mà khát nước thì cứ bỏ tiền ra là lãnh luôn nha mọi người. Đó, trong quảng cáo vậy mà nãy giờ sầu riêng không có cáo cũng bởi mới ngọt. Bởi mà sao? Ủa sao mà anh dẫn hoài mà anh không có sầu riêng? Nói kỳ ghê, sầu riêng 50.000 ký. Sao mà kỳ ta? Em nói sầu riêng 50.000 ký mà hỏi hoài cho ta. Đâu súng kỳ ta. Bây giờ đi qua bên chỗ cô nữ quay đi. Sao kỳ ta? Nha. Bây giờ mình là nấu là bé là kia ăn. Không ăn quá đi nha. Thì nãy giờ em nói vậy. Trời sao ngồi gì kỳ vậy ta? Mới vừa đuổi xong mà. Tém qua bên đây nè, tém qua bên đây. Tém nhẹ qua. Có hai siêu vòng đang nằm vỡ đây. Sao uống người ta? Đặc biệt nên là phải tém ra một tí. Còn này cái gì là vui mà cười quá. Tự nhiên sẽ uống người ta. Ủa người ta thấy nó thôi. Cho cậu hai siêu phạt nha. Ủa hỏi. Ủa hỏi gì mà kỳ vậy ta? Tới nước người ta uống chứ sao? Không. Chảy nước mắt luôn rồi nè. Khánh xuống mà gặp em là mình kiểu em tị được Khánh xuống rồi. Á. Kỳ vậy ta? Đó thì mấy người coi rồi. Hai rồi. Tuột xuống nữa mọi người, tuột xuống. Phải kêu là Nghĩa chồng tivi tuột xuống. Tuột xuống Nghĩa, ông Nghĩa dây sờm tuột xuống. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Mình không nước cà nữa mình bán sầu riêng hả vậy? Hồi nãy là không báo rồi mà. Đã nói là bữa nay bán sầu riêng một bữa. Là mình không bán sầu riêng nữa. Là bà chị là đến tụi nó quay lên hồi bán. Nếu như mà có ai lại mà ủng hộ thì đã ủng hộ giùm chị của mình nha mọi người. Rồi nói địa chỉ là 210. 210 Nguyễn Duy Trinh, quận 2 nha mọi người. Giá sầu riêng chỉ 50.000 một ký mọi người. 50.000 ký nhưng mà sầu riêng ở dưới quay đem lên là chỉ có 40 thôi nha mọi người. Sầu riêng này rất sôi nha mọi người. Đó, sầu riêng ở dưới quê là trái cỡ mấy lạng không à. Xuống bác chị. Trời ơi, mặt này dê lắm nha mọi người. Tuột xuống mọi người ơi. Đây đó anh chị, anh súng nè. Người yêu không giờ cưới. Rồi nói chuyện kỳ ta. Kỳ ta. Nói nào ta. Tôi nói mình xui ta. Tự nhiên cười hoài ta. Trời ơi, tém quá. Ây da. Chảy máu rồi nè thấy không? Chảy máu quá trời luôn nè thấy không? Cái gì vậy ta? Ta làm gì? Dơi đó, hách súng dơi đó, nghĩa là dơi đó. Ba mẹ dạy là con có ra bán mà nếu như mà có nắm tay nắm chân con đừng cho nắm. Không phải dẫn về luôn. Cái gì? Ở đâu xuất hiện vậy? Dạ em chào cậu hai chị Tạm nha. Sau khi người ta mới lại xuất hiện ta. Đã đi lên mấy người rồi. Dạ ba rồi chị. Trời sao kia tuột xuống mà cứ lên hoài vậy ta. Tuột xuống. Hôm nay cũng luộc cà hả? Cái gì cà. Hay là luộc cà chứ. Không có, hôm nay không có mẹ rồi, nên là em ngồi. Qua bên Nga, bán sầu riêng. À, nói mẹ qua Nga. Cam hả? Cảm ơn mọi người đã xem kênh của mình nha. Chúc mọi người